ướt hết cả đồ rồi. Đồ đâu? Hả? Nào đi lại đây. Ôi trời ơi, Mia, quên. Không được đâu, không được đâu. Nào, ôi trời ơi. Đi nào, đi vào nhà nào, con xuống đi. Đi về đi mẹ, đi vào nhà, đi xuống. Đi xuống lại mẹ, đi vào nhà, đi vào nhà. Không đi đâu cả con trai ạ. À. Đi nào. Đây này. Hôm nay mẹ mua đồ về để tao thắp hương này, ông bà này. Đây. Quả này. Hôm nay ngày 23. Ngày cúng ông công ông táo. À, ngày cúng ha. Đúng rồi, ngày cũng không con ông táo là mình lấy đồ về để em thắp hương. Nào nào nào, đi nha đi nha, ngay ngay nào, vào đây cho mày, ngay ngay ngay, đi lên. Hôm nay mình lại mua này, cái này là đồ để đốt vàng mã cho ông công ông táo này. Đây, mua hai thịt hoa quả, một thịt trên bàn thờ chính, một thịt ông điện này, hoa này. Và nay đặc biệt là phải có cá chép để cho ông công ông táo về trời nha. Để giờ ta đi chuẩn bị nhá, đi chuẩn bị nhá. Đây này, lại đây này, rồi lại đây này. Giờ là mẹ dọn dẹp bàn thờ này.
cô bố em đấy.